Làm sao để đo đường kính đầu ti ạ? Thì trước khi mà đo được cái đường kính đầu ti hoặc là chân ti ấy, thì mẹ sẽ cần chuẩn bị thước nha. Một là thước thẳng, hai là thước dây. Nhà có loại nào thì mình sẽ dùng cái loại đó. Và cái cách đo là mình sẽ tùy thuộc vào cái cấu trúc của cái đầu ti và chân ti như thế nào để mình đo. Ví dụ nếu như mà cái đầu ti của mẹ nó nhỏ hơn so với chân ti, đây là đầu ti nhá, đây là chân ti này. Thế thì nếu như mà đầu ti nhỏ hơn chân ti, mẹ sẽ đo cái đường kính của cái chân ti. Và khi mà tính sai phễu á thì mẹ sẽ tính theo cái sai của cái chân ti. Còn nếu như đầu ti của mẹ to hơn so với chân ti á, ví dụ như là ti thuộc kiểu ti đài sen đấy, thì thường là cái đầu ti nó sẽ to hơn so với chân ti. Thế thì khi mà mẹ chọn sai thì mẹ sẽ chọn theo sai của cái đầu ti chứ không phải là chân ti nhé. Và có những mẹ là đo theo cái chiều dọc như thế này này, thì cái đường kính nó lại nhỏ hơn so với lại đo theo chiều ngang. Mẹ sẽ đo cả hai chiều là chiều dọc và chiều ngang, và mẹ thấy là cái chiều nào cái đường kính nó dài hơn, mẹ sẽ chọn cái sai phễu tùy theo theo cái chiều dài nhất nha. Hoặc là có những mẹ thì cái đường mà đường đường chéo như thế này ấy, thì nó lại dài, nó lại to hơn so với đường kính ngang và đường kính dọc. Thế thì khi mà mình chọn sai ấy, thì mình lại đo theo cái đường chéo như thế này, và tính cái sai phễu ấy, sẽ tùy thuộc vào cái đường kính chéo thì mới đúng nha. Chọn sai phễu như thế nào là phù hợp? Thì nếu như mà mẹ đang dùng phễu nhựa, thì sau khi mà mẹ đo xong thì mẹ sẽ cộng thêm 2 cho đến 4 mm nữa sẽ ra được cái sai phễu. Trong đấy ví dụ như là mẹ đang đo là 20 mm ở chân ti chẳng hạn, thế thì mẹ sẽ dùng cái sai phễu là 24 ha, hoặc là mẹ đo cái đường kính đầu ti chân ti là 19, thế thì mẹ sẽ dùng cái sai phễu là 21. Tuy nhiên nếu như mà mẹ chọn phễu silicon thì cái việc mà cộng thêm 2 đến 4 mm thì có khi nó lại không áp dụng được. Ví dụ như là trên thị trường có cái dòng phễu như là phễu lắc tích chẳng hạn. Ví dụ như đây là cái dòng phễu lắc tích này, thì có thể là khi mà mẹ đo, ví dụ trong lấy ví dụ như là mẹ đo cái đường kính là được 18 và cái đầu ti của mẹ nhỏ hơn so với chân ti. Thế thì mình lấy đường kính chân ti và dùng cái phễu là phễu 18 chứ không, mình không có cộng thêm 2 hoặc là 4 nữa ha. Hoặc là mẹ đo là 21, thế thì mẹ sẽ dùng phễu 21. Hoặc là nếu như mà mẹ đo là 17 chẳng hạn thì mẹ lại dùng cái phễu là 18. Cho nên là sau khi mà chúng ta đo xong rồi thì chúng ta sẽ dựa vào cái việc là mình chọn cái dòng phễu nào để mình quyết định cái sai phễu của mẹ ha. Rồi mẹ nào còn chưa hiểu rõ, chưa nắm được cái cách đo và chưa nắm được cái cách mà chọn phễu như thế nào thì có thể để lại cái câu hỏi ở phần bình luận, Trâm sẽ hỗ trợ, Trâm trả lời cho các mẹ nhé.